Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn là cuộc chiến về kỹ thuật giữa hoa kỳ và trung quốc và trong đó lại có thêm một số những cái quy định mới và kỳ này sẽ ảnh hưởng tới những cá nhân nào đóng góp cho cái kỹ thuật của nhà nước cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối diện với những hậu quả và đã có nhiều người phải bỏ cuộc. Và quý vị, rõ ràng đây là một trong những cái chiến lược tách rời khỏi Trung Quốc của Hoa Kỳ. Quý vị, trước khi đi vào cái bài phân tích chiều ngày hôm nay thì có lẽ tôi mở lại cái bài tin mà tôi đã loan trong ngày hôm nay cho quý vị. Ok. À trong bản tin thì cái luật uh, cấm mới về chip điện tử là sẽ đẩy Hoa Kỳ tách rời khỏi Trung Quốc. Đó là lời nhận định của các chuyên gia. Hoa Kỳ đã gia tăng việc mà ban lệnh cấm về à, cái kỹ um, nghệ chất bán dẫn tức là semiconductor và đưa ra một cái uh, chiến lược tập trung vào Trung Quốc ở cái chiến lược gọi là national security strategy tức là chiến lược an ninh quốc gia 5 ngày trước khi bắt đầu cái phiên họp của đảng cộng sản Trung Quốc ở uh, tức là ngày 12 tây các chuyên gia tin rằng là đây là điều biến chuyển chưa từng có và sẽ đẩy hoa kỳ dần dần tách rời khỏi trung quốc cho và điều này có thể sẽ giật sập bức màn sắt tại trung quốc các chuyên gia tin rằng là chính quyền của châu Biden đã đưa ra tất cả những cái, cái, cái cái hoạt động này và trên hết là lệnh cấm vận về chất uh, cái uh, trên cái thị trường gọi là semiconductor gần như sẽ mới bắt đầu và nó sẽ gia tăng trên nhiều lĩnh vực khác. Đây là chỉ là mới bắt đầu thôi quý vị. Bao gồm luôn cả lĩnh vực tài chính, sinh học và việc tách rời giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gần như đã bắt đầu có ảnh hưởng. Bộ thương mại Hoa Kỳ trong uh, ngày 10 ngày 7 tây đã loan báo rằng sẽ gia tăng thêm việc giới hạn các cái việc mà gọi là uh, kỹ thuật về chất semiconductor và sản xuất chip điện tử để đối phó với kỹ thuật của Hoa Kỳ đang bị sử dụng tại Trung Quốc trong vấn đề phát triển về quân sự và lệnh cấm này đồng thời sẽ ngăn cấm tất cả những cá nhân Hoa Kỳ ủng hộ cho việc phát triển các cái sản xuất chip điện tử à, trong cái phần giới hạn và với cái quy tắc mới này thì à, các công dân Hoa Kỳ tại Trung Quốc mà có liên quan tới những công ty sản xuất chip điện tử sẽ phải đối diện với lại sự chọn lựa là mất quyền công dân tại Hoa Kỳ hoặc là phải à, nghỉ việc tại Trung Quốc và các à, cái việc mà xuất cản kiểm soát của Hoa Kỳ vào Trung Quốc trong những năm gần đây đã bao gồm luôn cái vấn đề về kỹ thuật các sản phẩm kỹ thuật à, công ty hay các tổ chức à, và cái lệnh mới này sẽ gia tăng việc kiểm soát các cá nhân của Hoa Kỳ và những người mà giữ green card tức là những người có quyền định cư bệnh viện lần đầu tiên và nó sẽ duyệt xét việc mà giới hạn lệnh cấm các cái uh, kỹ nghệ của trung quốc trong vấn đề mà semiconductor và theo tường trình của á châu tự do thì uh, trong cái ngày mà cái lệnh cấm này đã có ảnh hưởng hàng trăm công dân uh, hoa kỳ gốc hoa đang làm việc trong các công ty semiconductor tại trung quốc ở công ty gọi là yanji memory technology tức là công ty uh, về sản xuất uh, memory uh, và chen memory technology hay là Shanghai JCRD Center, J-Chiading uh, Factory, Hopefacing Memory Technology và các công ty khác là họ phải uh, nghĩ, ảnh hưởng tới những người này. Và trong đó thì uh, họ nhắc tới trường hợp của Chion uh, Chu Rong, được xem là một giáo sư kinh tế của cái uh, uh, trường đạo trung tâm ở Đài Loan, đã nói với tờ E100 trong ngày 14 tây là có vẻ như là có những cái uh, gọi là uh, uh, cái um, tiền và tà, cái uh, nguồn vốn sẽ rời khỏi Trung Quốc và trong cái uh, giai đoạn sắp tới trong vấn đề mà gọi là cái uh, chuyên môn về kỹ thuật ở Trung Quốc đây được xem là một trong những cái uh, bài phân tích nằm ở trên tờ Epoch Times, quý vị như vậy thì chúng ta lại thấy uh, chính quyền của ông Joe Biden mặc dù rằng có những cái uh, chính sách uh, gọi là tương đối mềm dẻo với Trung Quốc, không muốn đối đầu quân sự nhưng mà rõ ràng chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu tăng cường khá nhiều về kiểm soát đối với Trung Quốc đặc biệt trên cái cái mặt trận về kỹ thuật. Trước đó thì quý vị, họ đã cấm tất cả các công ty của Hoa Kỳ không được cung cấp và không được mở công xưởng về chip uh, điện tử hay là semiconductor ở tại Trung Quốc. Rồi sau đó bước thứ hai là nghiêm cấm tất cả các công ty mà cung cấp các bộ phận, các phụ tùng cho máy chế tạo semiconductor tức là những cái máy mà dùng để mà sản xuất chất bán dẫn đó cũng không được cung cấp luôn tức là những công ty này nó không phải là những công ty về semiconductor nhưng nó sản xuất những cái phụ tùng những cái đầu phạt ở trong cái máy sản xuất semiconductor cũng không được phép luôn nếu không có môn bài của bộ tư pháp hoa kỳ Ê, xin lỗi các vị bộ tài chính và bộ thương mại hoa kỳ ngoại trừ ba công ty được dạ miễn là bởi vì họ lệ thuộc vào trung quốc một phần nào đó TSMC của Đài Loan được gia hạn một năm để rút tất cả cái công sự của họ ra Trung Quốc. Hai công ty của Nam Hàn là SK Hynix và công ty Samsung cũng sẽ được một năm để mà rút tất cả những cái semiconductor của họ ra khỏi Trung Quốc. Thưa quý vị, bây giờ tới phiên các công dân của Hoa Kỳ. Đa số nói là công dân Hoa Kỳ, nhưng họ là người gốc Hoa. Họ tới Mỹ định cư, có quốc tịch làm cho những công ty kỹ thuật rồi bây giờ họ thấy thị trường phát triển kỹ thuật Trung Quốc tốt họ chạy qua bên Trung Quốc làm việc cho những công ty kỹ thuật của Trung Quốc đặc biệt trên lĩnh vực semiconductor thì bây giờ cái lệnh cấm này cũng sẽ áp dụng với họ luôn kể cả những người đang có rinca tức là chưa có quốc tịch Mỹ thì các bạn nó được áp dụng luôn thì có nghĩa là những cái này sẽ phải đối diện một là mất quyền quốc tịch tại Hoa Kỳ hai là phải rời khỏi Trung Quốc chấp nhận mất việc làm, đi về đây kiếm việc làm khác. Thì quý vị, đây là cái tôi gọi là tăng một cái mức uh, level, tăng thêm một cái level, tức là tăng thêm một cái áp lực đối với việc tách rời khỏi Trung Quốc và trong đó thì quý vị thấy rõ ràng là các chuyên gia nhận định không phải chỉ trên lĩnh vực kỹ thuật. Mà lĩnh vực kỹ thuật chỉ là cái bước mở đầu để tách rời khỏi Trung Quốc thôi. Sau đó sẽ tới tài chính và sau đó sẽ tới uh, nghiên cứu về sinh học à, à, họ nói rằng uh, nghiên cứu về sinh học và gần như là sẽ có những lĩnh vực khác nữa tại sao họ nhận định là tài chánh và sinh học tại vì hai cái ngành này là có mối quan hệ rất mật thiết với Trung Quốc do vấn đề ở Trung Quốc giá thành rẻ quý vị còn nhớ cái viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia của Hoa Kỳ là uh, là NIH thì quý vị qua ông Dr. Fauci, họ đã tài trợ cho phòng nghiên cứu sinh học của Hán hàng triệu Mỹ Kim. Thì quý vị, tại vì có những dịch bệnh nó bùng nổ từ ở khu vực này. Do đó, họ cho rằng là những chuyên gia y tế ở khu vực đó rành rẻ hơn, có thể nghiên cứu ra được những cái vaccine, nghiên cứu ra được những cái phòng chống những dịch bệnh. Quý vị còn nhớ, tất cả các dịch bệnh đều bắt nguồn từ Trung Quốc. Từ lúc mà chúng ta có được cái đầu tiên hết là cái à, à cái à, quý vị còn nhớ H5N1 nè. Ok, dịch cúm gà nè, rồi dịch bệnh Sa nè, kể cả cái dịch bệnh MERS ở tại Nam Hàn cũng bắt nguồn từ Trung Quốc. Rồi cái trước đó cách đó khoảng cách đây khoảng 20 năm, tức là năm 2002. Thì quý vị, lúc đầu mà xảy ra cái bệnh dịch à, bò tức là cái gọi là vợ à, lỡ mồm long ngóng là cái à, loại vi khuẩn ở trong con bò đó thì người ta lúc đầu người ta tiên đoán người ta dự tính là của Âu của Phi Châu nhưng cuối cùng phát hiện ra dịch bệnh đó xuất phát từ ở à, tứ xuyên ở Trung Quốc thì quý vị do đó cái cơ cái, cái cơ quan nghiên cứu về sức khỏe con người của à, Bộ Y tế Hoa Kỳ đã chi ra ngân sách rất khổng lồ để tài trợ cho việc nghiên cứu, việc chống lại các dịch bệnh, các loại vi khuẩn. Thì quý vị, Trung Quốc là cái trung tâm sản xuất nhiều dịch bệnh, do đó họ tài trợ tiền cho Trung Quốc. Thông qua cái, công, cái tổ chức gọi là EcoHealth uh, và Alliance. Thì quý vị, đây là cái cách mà Bộ Y tế của Hoa Kỳ làm. Thì bây giờ quý vị, khi mà ngăn cấm cái kỹ thuật này, thì bước kế tiếp mà chúng ta đang thấy là họ đang siết chặt, không cho phép cung cấp bất cứ một ngân quỹ nào của liên bang tuyên đóng thuế của người dân cho các cái cuộc nghiên cứu về sinh học ở tại Trung Quốc bây giờ đang diễn ra và tháng 11 này tôi nghĩ rằng khi mà đảng cộng hòa lấy lại quyền đa số họ sẽ ra luật và cấm luôn tức là kỹ thuật cấm rồi tới y khoa cũng cấm luôn tức là những cái nghiên cứu về y khoa mà cung cấp ngân quỹ cho Trung Quốc là cắt bỏ hết và thứ hai là sẽ chấm dứt không có hợp tác với phía Trung Quốc nữa là tầng thứ hai và thứ ba là kỹ nghệ tài chính tài chánh tức là giữa các ngân hàng giữa thị trường chứng khoán thị trường vốn thì quý vị thấy là gần 300 công ty của Trung Quốc đã nằm trong cái blacklist của thị trường chứng khoán và của Bộ Thương mại thì quý vị họ sẽ không được phép tiếp cận vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nữa tức là thị trường vốn của Hoa Kỳ nữa rồi quý vị các ngân hàng cũng sẽ gia tăng cái việc mà kiểm soát các cái nguồn tiền từ Trung Quốc, các cái giao dịch trao đổi tài chính với Trung Quốc Họ sẽ giới hạn lại hết Họ sẽ giới hạn lại hết Do đó quý vị Tại sao các chuyên gia nói Đây là cái chiến lược tách rời Trung Quốc Tách rời một cách completely Hoàn toàn luôn Tức là từ đây Nếu không có những biến động quân sự Tôi nói nếu như không có biến động quân sự Trên eo biển Đài Loan Vùng Bắc Á Đông Bắc Á của Á Châu Hay là cái vấn đề xung đột Ở trên xe ca cư Hoặc là kể cả trên biển Đông nếu không có những xung đột quân sự này thì cái chiến lược tách rời này nó sẽ đi sớm hơn rất nhiều. Không phải là một thập niên tới hai thập niên mà có thể là trong vòng một thập niên là Hoa Kỳ hoàn toàn tách rời tất cả các mối quan hệ với lại Trung Quốc. Quý vị thấy bây giờ Apple đã rút dịch chuyển tất cả công xưởng sản xuất iPhone của họ qua Ấn Độ rồi. Họ rút bớt cái, cái nguồn đầu tư ở tại Trung Quốc ra chỉ còn lại những cái cửa tiệm bán lẻ thôi. Ok, việc sản xuất cái à, à, cái à, cái à, nó gọi là cái à, cái Pro Max tức là cái hệ thống computer đó là đã đưa về Dallas rồi. Không cho Trung Quốc nhúng vô nữa. Rồi Apple hủy bỏ luôn sử dụng con chip của Trung Quốc. Lúc trước thì những cái phone của Apple còn sử dụng một số những con chip của Trung Quốc. Thì bây giờ Apple đã cắt bỏ luôn rồi. Thì quý vị, khi mà Apple chuyển ra qua Samsung hay là công ty SK Hynix của nhà Nam Hàn có một năm và công ty TSMC của Đài Loan cũng có một năm để rút hết tất cả những cái đầu tư và những công sự của họ ra khỏi Trung Quốc. Là quý vị thấy rõ ràng là cái chiến lược mà tách rời kỹ thuật không cho Bắc Kinh có thể đánh cắp hay là sử dụng các kỹ thuật của Hoa Kỳ đã diễn ra. Bởi vì nó được nằm trong cái chiến lược gọi là chiến lược an ninh quốc gia. Nếu bình thường những quốc gia khác thì Hoa Kỳ không có Nga mai. Đài Loan, nè Nam Hàn, Nhật Bản, kể cả Ấn Độ. Ấn Độ là đang lần mò trong vấn đề kỹ thuật nha các vị. Mặc dù họ có nhiều nhân tài lắm, nhưng mà họ không có những công ty kỹ thuật giống như là Nam Hàn, Nhật Bản hay là Đài Loan. Thì Hoa Kỳ sẵn sàng mở rộng và chia sẻ kỹ thuật với lại phía Ấn Độ. Cái này là cái lời khẳng định của ông Biden khi mà ông ta gặp ông Modi. Tức là ông thủ tướng Ấn Độ là Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ về kỹ thuật với Ấn Độ. Thì tại sao Hoa Kỳ có thể chia sẻ tất cả những cái này với những quốc gia đó mà lại đóng cửa với lại Cộng sản Trung Quốc? Là bởi vì Cộng sản Trung Quốc họ không phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực dân sự mà tất cả những kỹ thuật mà họ có được họ ưu tiên cho vấn đề quân sự. Chính vì vậy mà Hoa Kỳ phải chặt bỏ ngay tập ngay lập tức. Tại vì nó họ vung đắp trong cái vấn đề kỹ thuật quân sự là cứ một lúc mà Trung Quốc mà tăng một level thì sinh mạng binh sĩ của Hoa Kỳ sẽ nguy hiểm thêm một level. Tức là thế tăng thêm một tầng. Nếu Trung Quốc có nhiều cái kỹ thuật và điều chính cấm Trung Quốc là bởi vì họ phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự chứ không phải trong lĩnh vực dân sự. Do đó nhiều người họ ủa tại sao Kỳ vậy? Hoa Kỳ chơi kiểu mà cắt kiểu này. Nó no. Hoa Kỳ không có cắt đối với lại những quốc gia có chung giá trị với mình. Nhưng mà những quốc gia manh nha đe dọa tới cái nền móng về trật tự toàn cầu. Hoa Kỳ phải trận. Và Trung Quốc là quốc gia đang đe dọa thay đổi trật tự trên thế giới. Và họ sử dụng cái kỹ thuật đó trong lĩnh vực quân sự. Đe dọa trực tiếp tới sinh mạng người lính của Hoa Kỳ. Do đó, Hoa Kỳ bắt buộc phải cắt bỏ tất cả những cái quan hệ kỹ thuật với Trung Quốc. Có nghĩa là trong thời đại gian sắp tới, những chuyên gia của Trung Quốc mà tới Hoa Kỳ làm việc, trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật sẽ không được cấp chiếu kháng. Sẽ không được cấp chiếu kháng. Lượng du học sinh của Trung Quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ để mà theo học các ngành kỹ thuật cũng sẽ bị giới hạn luôn. Cũng sẽ bị giới hạn luôn. Rồi quý vị, cái lĩnh vực kỹ thuật tức là và các trường đại học sẽ phải chấm dứt nhận ngân quỹ từ Trung Quốc. Hay là nhận sự tài trợ từ chính quyền cộng sản Trung Quốc thông qua các cái viện không tử của họ cũng sẽ cắt bỏ hết luôn. Tức là ngành kỹ thuật phải completely hoàn toàn không cho phép Trung Quốc được tiếp cận nữa. Đây là cái bản chất của cái đạo luật mà bên phía chính quyền Châu Bình vừa mới ban hành thông qua Bộ Thương mại, Bộ Tài chánh và Bộ Mậu dịch phối hợp với Bộ Ngoại giao. Thì coi như là quý vị xong rồi. Những người Mỹ gốc Hoa sẽ phải chọn một phía. Một, họ phải thẳng Trung Quốc làm việc luôn. Còn hai, là sống và làm việc tại Hoa Kỳ với tinh thần một công dân Hoa Kỳ. Thì cái này quý vị, nó sẽ đẩy cái đám, đương nhiên trong vài trong một thời gian tới, thì cái đám gọi là trí thức cực tả, nó sẽ viết thư kêu ca. Giống như lần trước bọn trong cấm cái vụ mà du học sinh đó, duyên nhiên của gia đó, thì nó kêu ca. Lần này nó cũng sẽ kêu ca, nhưng đây là chiến lược của Hoa Kỳ. Cái đám này nó chỉ nghĩ tới việc mà làm sao cho nó được uh, sáng tạo, nghiên cứu mà không bị giới hạn. Nó không nghĩ tới an ninh quốc gia Sinh mạng của những người lính bị nguy hiểm Khi Trung Quốc nắm những kỹ thuật này Cái đám này nó ích kỷ lắm Cái đám trí thức này nó nằm ở một số trường đại học Nó ích kỷ lắm quý vị Do đó thì đám này sẽ phải chọn lựa Họ sẽ từ từ Cắt bỏ tất cả các mối quan hệ của họ với Trung Quốc Tại vì Hoa Kỳ Bằng mọi giá phải triệt tiêu Cái hành động gọi là à, à, Trung Quốc chiêu mộ Gọi là Thousand Thailand đó program đó là cái chương trình chiêu mộ ngàn tài năng của Trung Quốc mà do chính Bắc Kinh tài trợ. Thì quý vị không phải chỉ ảnh hưởng ở Hoa Kỳ mà ngay cả những quốc gia đối tác và cộng đồng minh của Hoa Kỳ cũng sẽ đi cái hướng này. Tức là họ sẽ tuân thủ các quy luật của Hoa Kỳ từ Đức, Pháp cho tới Nhật, Nam Hàn, Đài Loan. Tất cả những cái quốc gia này cũng sẽ tuân thủ. Tức là họ muốn giao dịch với Trung Quốc phải có môn bài của của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính Tại vì nếu không thì tất cả công ty của những công ty đó sẽ bị ngưng không được phép nhập cản vào Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là cái bước đầu tiên gọi là completely. Sau cái bước này, cái bước kế tiếp là y khoa. Y khoa thì nó nó phải chậm hơn một chút xíu. Thứ nhất là giống tôi nói dịch bệnh nó xuất phát từ Trung Quốc khá nhiều. Do đó, một phần cái ngân sách đã được tài trợ cho phía Trung Quốc sẽ bị cắt bỏ. Thứ hai là nguồn nguyên liệu cung cấp cho cái thị trường dược ở Hoa Kỳ thì nó cũng có một phần lớn nhập cản từ Trung Quốc. Thì bây giờ phía Hoa Kỳ đã đưa ra cái vấn đề của fentanyl lên. Thì quý vị, có nghĩa là các công ty dược của Hoa Kỳ sẽ không được phép nhập cản các cái nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc nữa. Họ phải đi kiếm cái nguồn khác ở những quốc gia khác để làm nguyên liệu chế tạo dược các cái thuốc Tây. Thì quý vị, đây là bước thứ hai tách rời khỏi Trung Quốc. Sau khi giải quyết hai cái phần chính là được xem là phức tạp nhất trong lĩnh vực y khoa và lĩnh vực kỹ thuật thì bước thứ ba là lĩnh vực tài chính. Đây là cái bước phức tạp thứ ba. Thì quý vị dần dần từng bước một, tức là mỗi một bước như vậy nó có một cái chu kỳ. Đó quý vị, nếu mà chúng ta tính từ lúc mà ông Trump khởi đầu cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc năm 2018 và phát hiện Trung Quốc ăn cắp rất nhiều kỹ thuật của Hoa Kỳ. Tới đây là 2022, 4 năm. Thì chúng ta đã thấy rằng là bớt 4 năm tới 5 năm mới bắt đầu hoàn tất cái khung luật pháp để cấm hẳn Trung Quốc không được tiếp cận kỹ thuật của Hoa Kỳ. Thì quý vị, tương tự như vậy, lãnh vực y khoa cũng vậy. Họ cũng phải mất từ 4 tới 5 năm để đưa ra những cái luật lệ. Và dần dần để cho các công ty họ có cái thời gian rút cái nguồn đầu tư và rút cái sự hợp tác ra khỏi Trung Quốc. Thì khi mà cái vấn đề kỹ thuật xong là các công ty của các lĩnh vực khác họ sẽ bắt đầu họ thấy và họ từ từ rút bớt ra. Thì quý vị, bây giờ cái cái vụ mà đại dịch này nó đã làm cho mọi người thắc mắc về cái nguồn gốc của đại dịch. Tới bây giờ phút này không ai xác nhận được đại dịch xuất phát từ ở cái chỗ nào chợ hải sản của Trung Quốc hay là trong phòng sinh học của Trung Quốc. Do đó, nó đã làm vỡ niềm tin rồi. Và giới y khoa đã được lệnh là bớt những cái giao du với lại giới y khoa của Trung Quốc. Các công ty mà lệ thuộc cái nguồn cung cấp của Trung Quốc đã giảm bớt đi, đặc biệt là sau đại dịch. Thứ nhất, quý vị còn nhớ, lúc đại dịch chúng ta không có khẩu trang. Chúng ta không có quần ảo bảo hộ. Chúng ta không có những cái ống chích. Chúng ta lại không có những cái phương tiện khác về y khoa. Là bởi vì các hệ thống bệnh viện và các trung tâm y tế Hoa Kỳ lệ thuộc rất nhiều nguồn cung cấp của Trung Quốc ông chăm lên ông để một cái bụp thì quý vị chúng ta đã chặn được rất nhiều những cái sản phẩm y khoa từ trung quốc nhưng mà còn một cái phần quan trọng nhất vẫn phải giải quyết từ từ đó là cái phần nguyên liệu tức là những cái mặt material nguyên liệu để chế tạo thuốc men đó thì những cái này vẫn lại thuộc một phần nào trung quốc thì bây giờ họ có thêm một cái không gian tức là một cái khoảng thời gian để từ từ rút bớt cái 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 nguồn nguyên liệu và cung cấp từ Trung Quốc. Rồi quý vị, bước thứ ba là tài chính. Tài chính thì gồm có ngân hàng, bảo hiểm, thị trường chứng khoán. Thì đây là những cái giao dịch mà gọi là nó nó rơi vào một cái phức tạp vô cùng. Vì một số công ty của Hoa Kỳ được niêm yết ở trên thị trường chứng khoán của Trung Quốc, ngược lại nhiều công ty Trung Quốc được niêm yến ở trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Rồi các cái ngân hàng mỗi một ngày giao dịch giữa các công ty ở Hoa Kỳ, các cá nhân ở Hoa Kỳ với Trung Quốc, cái mức độ chuyển ngân cả tỷ Mỹ kim mỗi ngày. Thì quý vị cả tỷ Mỹ kim mỗi ngày từ những cái buôn bán, từ những cái giao dịch nhập cảng cho tới những cái giao dịch khác nó nhiều lắm. Thì từ từ Hoa Kỳ phải ổn định cái thị trường giao dịch này, tức là họ sẽ đặt lại quy tắc cho hệ thống Swift, tức là hệ thống mà chuyển ngân trên toàn cầu. Và bây giờ quý vị, nó lại chuyển ngân qua online. Nó lại phức tạp hơn nữa. Từ Vemo, Paypal, Zelle. Tất cả những cái hệ thống chi trả mới này là online hết. Thì nó tạo ra cái phức tạp để từ từ chặt đứt những cái nguồn tiền từ Trung Quốc. Và những cái nguồn giao dịch từ Trung Quốc. Thì nó mất một cái khoảng thời gian dài hơn nữa. Do đó tại sao tôi nói cái chiến lược mà tách rời Trung Quốc ra khỏi Hoa Kỳ cho quý vị. Nó mất một hai thập niên. Rồi chưa kể những lĩnh vực khác. Ví dụ như vận chuyển, xưa nay vận chuyển từ Trung Quốc gần như là quý vị thấy, thiếu chút nữa là Trung Quốc thống trị luôn ngành vận chuyển của Hoa Kỳ nếu như ông Trump không lên. Họ phá giá từ China Shipping cho tới công ty Costco, họ phá giá ở thị trường Hoa Kỳ. Và họ phá giá cái thị trường vận chuyển trên mặt biển và kể cả trên không nữa. Air Cargo hay là Sea Cargo hay là Freight tức là vận chuyển bằng xe với lại bằng xe điện của Hoa Kỳ ở địa, xe lửa của Hoa Kỳ đó có vị họ gần như là họ phá giá nhờ ông Trump lên ông chặn đứng chuyện này thì cái phần kế tiếp sẽ là cái phần này khi mà bắt đầu tách rời rồi vận chuyển không còn nhiều nữa tách rời ngành kỹ thuật cách rời ngành y khoa tức là những cái nguyên liệu những cái hàng hóa không còn nhiều nữa thì dần dần sẽ tách rời ra luôn tức là mai này những chiếc tàu đến từ Trung Quốc và những công ty shipping tại Trung Quốc chưa chắc đậu vào được trong bến cảng của Hoa Kỳ khi mà dần dần tách trời, tức là Hoa Kỳ sẽ completely tách trời khỏi Trung Quốc tại vì chỉ có Hoa Kỳ chặt đứt tất cả các mối quan hệ với Trung Quốc thì mới thuyết phục được các đồng minh bởi vì các quốc gia như là úc à, kể cả úc luôn Anh Canada rồi à, Pháp Đức Tây Ban Nha Bồ Đào Nha vân vân họ nói Ê! Các Anh còn mối quan hệ với Trung Quốc. Mà bây giờ các Anh kêu chúng tôi cắt là cắt kiểu nào? Do đó quý vị, Hoa Kỳ muốn thuyết phục các đồng minh, họ phải đi tiên phòng. Họ phải tách rời toàn bộ khỏi Trung Quốc. Lúc đó, các quốc gia Âu Châu mới bị áp lực. Còn nếu như không, các quốc gia Âu Châu vẫn vịnh vào cớ, các Anh vẫn còn quan hệ. Thì chúng tôi vẫn có quan hệ. Có điều là Hoa Kỳ giảm đi thì đám Âu Châu siết chặt sâu hơn. Thì quý vị, điều này sẽ chứng minh cho quý vị thấy cái việc mà ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, bay tới Trung Quốc trong cái đầu tháng 11 này. Thì chúng ta sẽ thấy được là Đức sẽ à, tìm cách gọi là diện viện cớ để mà không tách rời khỏi Trung Quốc. Nhưng khi mà Hoa Kỳ đã áp dụng những chính sách cứng rắn này, Đức cũng phải có chọn lựa. Tại vì khi mà tách rời rồi, sẽ đi tới cấm vận cấm vận là như thế nào là những công ty nào ở những nước khác mà làm ăn với Trung Quốc hàng hóa của họ sẽ không được nhập cản vào Hoa Kỳ sau khi mà Hoa Kỳ thực hiện cái chiến lược ở những cái điểm chính kỹ thuật y khoa và tài chính khi mà nó tách trời rồi đó quý vị các công ty ở trên thế giới mà muốn xuất cản qua thị trường Hoa Kỳ thì tốt nhất không có quan hệ với Trung Quốc tốt nhất là không có quan hệ với Trung Quốc còn có quan hệ với Trung Quốc họ sẽ bị trận họ sẽ bị trận ngay do đó quý vị tôi đã nói quý vị cái chiến lược chuyển trục về á châu của hoa kỳ cái lực cản lớn nhất là cộng sản trung quốc do đó muốn tái lập trật tự tại á châu là phải dẹp bỏ cái lực cản này thì Joe Biden thì không có chủ trương dẹp bỏ bằng vũ lực quân sự. Do đó, ông ta lập ra cái khung à, gọi là đối trọng kinh tế IPEF tức là Indo-Pacific Economic Framework để mà đối trọng với lịch kinh tế của Trung Quốc. Rồi bây giờ ông ta áp dụng những cái luật lệ gây gắt này lên là lên Trung Quốc. Là mặc dù ông ta không có muốn đối đầu về quân sự, nhưng mà những cái chiến lược khác, những cái mặt trận khác ông ta đều tăng cường hết. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Cái chiến lược của Hoa Kỳ vẫn không thay đổi. Dù là dưới thời của Joe Biden. Thời ông Trump, giống như tôi đã nói, đã lắp đặt xong cái nền tảng tách rời Trung Quốc. Tới thời của Joe Biden vẫn tiếp tục cái chiến lược này một phần. Rồi sau Joe Biden tới đời tổng thống khác lên, họ sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược này. Bởi vì đó là cái uh, chiến lược kéo dài vài thập niên của Hoa Kỳ khi chuyển trục về ở chồng. Thì quý vị, Bắc Kinh sẽ không còn cửa, tức là họ sẽ không bao giờ quay trở lại làm đối tác của Hoa Kỳ được nữa. Trừ khi họ sụp đổ nguyên chế độ. Trừ khi cái chế độ Cộng sản nó sụp đổ, mọi thứ bắt đầu gọi là xóa bàn làm lại. Thì có thể Trung Quốc trở thành một đối tác tốt của Hoa Kỳ. Nhưng ngày nào đảng Cộng sản còn cai trị trên đất nước Trung Quốc, thì ngày đó Trung Quốc sẽ là đối thủ và kẻ thù của Hoa Kỳ. Không còn cơ hội trở lại giống như cái thời Obama, thời Bush con hay thời Bill Clinton. Là Trung Quốc là đối tác, là partner của Hoa Kỳ mà bây giờ họ là rival và họ là enemy chứ không còn là một uh, quốc gia đối tác nữa và điều này tập cận bình đã thấy rõ cho nên tại sao ông ta bằng mọi giá giành cái nhiệm kỳ thứ ba tại vì ông ta sẽ đẩy nước trung quốc quay trở lại thời của mao trạch đông nền kinh tế tập trung và chủ trương là tách rời khỏi cái ảnh hưởng của hoa kỳ quý vị, đó là cái chủ trương của tập cận bình mà tôi nghĩ rằng là cái chủ trương này do đó mà ông ta mới có thể thuyết phục được khối bảo thủ để tiếp tục duy trì cái nhiệm kỳ kế tiếp. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi liên quan tới cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc nó tách rời như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi cảm ơn sự theo dõi của khán giả ở khắp nơi chúng ta gặp lại sau bye bye